Hôm nay tiếp tục Thanh lấy tiếp một con âm ly gia đình thôi. Thì cái đây là cái mẫu vỏ MA7002 Martin. Đừng quan tâm tới cần lệch hát nha các bạn, đây là bộ vỏ thôi, một bộ vỏ rất đẹp của bên này Sóng Việt họ làm. Thì cái này thì em cũng từng giới thiệu với anh em rồi. Đó, cũng từng giới thiệu với anh em rồi. Anh em xem kỹ lại chút cho nó rõ không? Em cũng từng giới thiệu với anh em cái âm ly này trước mới lắp rồi. Cái này cũng vậy, như nãy mấy cái bo kia, cái đồ kia, con đây là con hàng mẫu của em. Em làm lại linh kiện nhiều khi em sẽ thấy nó chỉnh sửa, cái nhiều khi thấy nó cao cao vậy nè. Không sao, vẫn dùng tốt, phải không? Thì biến thớ thì cỡ phải 36 thôi, nhưng mà nó đáp ứng được cái bộ công suất này, 8 sò hai kênh này, 4 quả tụ luôn. Cái bộ này mà nếu em đang bán là 1 triệu này, 1 triệu mà chỉ có hai cái tụ thôi, mà không phải lắp sò sò xịn như đây đâu các bạn. Đây cũng là năm 2000 nhưng mà hàng ngon nha. Đấy chứ không phải lắp hàng tào lao đâu nghe. Đây là bo số star đây, kim mạch đèn đấy. Cái này thì em cũng thử cho anh em xem nè. Bộ này thì thanh lý 3 triệu bao ship toàn quốc. Chỗ nào mà dịch giả còn dở dãi thì chắc là anh em mình giao dịch được, còn không thì 2,7 triệu anh em tự lo tiền ship. Thì cái như cái bộ vỏ này mua cái thục shop mất cũng gần mấy chục ngàn ở ship cũng tính tiền này tiền nợ cũng khá nha các bạn. Đây, phải mua nguyên một cái thùng xốp vậy, kiểu như kia đấy các bạn. Đấy, cũng nguyên một thùng xốp vậy mà giờ dịch là hàng gửi đi Sài Gòn nhưng mà không gửi được, thì họ chỉ cho nhận được có 5 kg thôi. Hàng hóa mà cho nhận có 5 kg thì làm sao mà gửi. Cái con này đóng gói lên thùng giấy tờ chèn chiếc cho nó thì nó nằm còn cả chục ký hôm này rồi, thì làm sao mà gửi được. Đấy, nên là anh em chỗ nào mà dịch giả mà nhận được hàng cần một cái âm ly liền để chơi ấy, thì con này là hợp lý, chạy ổn định, tiếng lực hay, bao hay. Uxi á, lắp âm ly mà nói uxi mà đi thanh lý anh em thì nó tầm bậy quá, không bao giờ có cái dưỡng uxi đâu. Biên thớ là quấn cực kỳ kỹ nha các bạn, không phải quấn mà ngâm tẩm này. Các bạn thấy là dây đồng nè, anh em mình thấy là em có dây dài cũng là dây xịn, dây ngon chứ không phải dây tào lao đâu. Ngâm keo cách điện, ngâm hết qua biên thớ này luôn. Qua biên thớ đây bây giờ mà hư mà gỡ ra chắc cũng chảy máu một mắt chứ không có giỡn đâu. Em ngâm rất là kỹ, nó em xoáy cho nó nóng lên, nghĩa là em cho nó băng tải nóng lên, nó nóng lên rồi cái là thả hết vô trong cái hộp ni cách điện này, chưa cách điện này. Nó rất là cứng. Ốc thì bắt được bên con hả, bắt xà lè hồi tiệm con ốc ưng ý khó quá, nhưng mình không mấy khi lắp thành phẩm lắm. Ở đây là lắp lên nhấp nháp thử như thế nào, thấy nó cũng đẹp quá. Thì bộ vỏ này nó hơi rộng, vỏ này là kiếm cái xay ngắn là đẹp, xay ngắn thì quá quá đẹp luôn.
đánh như một cái máy bình thường. Nên đây em làm giờ em cắm điện thoại đó em nghe nhạc thôi, bình thường. À, nó hơi ồn tí, trời đang mưa. Ở ngoài em là đang có mưa lớn mấy ngày nay rồi. Bằng nguồn á, tích hợp một cái môi như thế này là nó có đủ tất cả, có cả khiển tốc độ quạt, quạt chạy nhanh chậm theo theo nhiệt độ của cái miếng nhôm này. Đấy. Nhôm nếu mà sò quá nóng thì nó cũng tự ngắt rồi lê ra để nó bảo vệ cái dàn sò này, bảo vệ cái lò của mình. À, rất là kỹ. Một âm ly nhỏ như thế này nhưng mà nó có nhiều chức năng như vậy. Hay. Ở đây có cái nguồn 5V nữa mà hiện tại là mình không có lắp. Anh em đồ cận thì mua con 7805 lắp gắn vô. Có đi ốt rồi nhưng mà mình lại không có gắn, con do mình không có dùng, cũng gắn chi, cũng không mua con này. Đấy, mình ở nhà mình test đây. Các bạn hỏi đánh nó có lực hay không, đánh có nổi không, đánh vô tư. Chứ mà lực hay không mình không có nói là lực, lực mà lực theo với mức công suất của nó. Chứ mà nếu mà đánh tung tuế cái lò này thì hết khai thác hết công suất của cái lò này thì không có đâu. Đánh một cặp lò trên, một cặp lò dưới đấy, cứ một cơn là kẹp một cái đấy, một cái lò 40, một cái lò 50. Đấy, đâu thử. Hư hỏng thì làm sao mà hư hỏng được. Rồi, cái này là 3 triệu, bao ship toàn quốc, 2 triệu 7, anh em tự lo tự ship. Rồi, anh em coi được chốt nha, có gì là nhắn em. À, cảm ơn anh em đã coi video.